Tâm ơn. Cho mẹ miếng. Cảm ơn mẹ. Ăn đi. Cười hoài á. Em đâu có đánh nhau đâu. Hồi chiều này em lo chạy về để học với chị á. Ai ngờ bị té xe chứ bộ. À, chị ơi, hôm nay á, cô giáo có giao bài về nhà là tả về người mẹ của em. Nhưng mà tụi mình đâu có mẹ, cho nên em đã tả về ba. Thì nghe em đọc thử nha. Ba là người con yêu thương nhất. Ba là vì sao sáng trên bầu trời rộng lớn. Tâm ý à, ba có tin vui cho con nè. Giờ công việc của ba đã ổn định rồi. Ba định một thời gian nữa sẽ đón hai con qua ở với ba luôn. Tuy là còn khó khăn, nhưng chúng ta sẽ được ở bên nhau. Việc đi hay ở, ba cho hai con tự quyết định. Khi nào quyết định xong, báo cho ba biết, ba sẽ về đón hai con. Ba ơi, con nhớ ba lắm. Con mong sẽ có một ngày gia đình mình được đoàn tụ và con sẽ được sống với ba mãi mãi. À, Tâm Anh nè. Dạ. Hồi sáng ba mới gọi điện cho chị đó. Dạ. Thiệt hả chị? Vậy ba có nói gì không chị? À, ba nói là công việc của ba đã ổn. Và ba nhớ Tâm Anh nhất luôn. Yeah, vậy là ba nhớ em nhất. Ủa, nhưng mà sao chị không cho em nói chuyện với ba? Thì tại lúc đó em đi học rồi mà. Ờ ha, em quên mất. Được rồi, viết hay lắm đó. Tiếp đi. Dạ. Việc đi hay ở, ba cho hai con tự quyết định. Khi nào quyết định xong, báo cho ba biết, ba sẽ về đón hai con. Ba ơi, ba ơi, con nhớ ba. Ba ơi, ba. Trượt về trên phố em, mưa hiền hòa một chiều qua sân trường em. Mùa hè lắng tiếng hát của tuổi thơ, bên những hàng cây xanh theo tháng năm. Chào Lan Chi. Phố trẻ lại vì chiều nay có mưa. Làm gì ngồi vui dữ. Lan Chi ơi, ba mình có gọi điện đó. Ba mình nói ba mình thương mình nhất luôn á. Trời, chắc thương à. Chắc thương. Nè, tao nói cho mày biết nha. Nếu mà ba mày thương mày á, thì ba mày đâu bỏ mày ở đây. Động não suy nghĩ lên Tâm Anh ha. Động não suy nghĩ lên. Chắc thương à. Cái rau câu hôm qua trong tủ lạnh còn không chị? À, hết rồi. Bộ cậu muốn ăn hả? À không. Tại em thèm ngang xương vậy thôi. Ừ, vậy để tôi làm cho cậu nha. Thôi không cần đâu, chị cứ làm việc của chị đi. Ủa, em đang viết bài hả? Dạ. Wow, chữ đẹp quá nha. Ủa sao vậy chị? À, không có gì.
Ủa chị làm cái gì vậy? Tôi đang làm món cậu thích nè. Làm rau câu á hả? Ừ. Trời ơi, em nói chơi hả? Kiểu em thèm ngang xương thôi, có thì ăn không có thì thôi. Chị bày chi cho cực vậy? Đâu có sao đâu, thật ra thì làm món này cũng dễ mà. Ê, hay là để tôi chỉ cho cậu, rồi mai mốt cậu có thèm á, cậu có thể tự làm được. Ừ. Sao ta làm sao chị? Đây, bây giờ đầu tiên mình phải để cái bột rau câu vô cái tô này. Chị cứ nói như là sắp tới chị phải đi đâu hay là đi xa vậy? Ơi, đâu có đâu. Thôi, ăn đi, ăn đi. Nè nè, ăn thử đi. Con sẽ sắp xếp. Con và Tâm Anh sẽ đi. Yeah! Vậy là em sẽ được sống với ba rồi đúng không chị? Em vui quá ha. Ủa, chị không vui hả? Chị vui mà. Mà ví dụ như hai chị em mình đi nước ngoài luôn thì sao? Nếu đi nước ngoài thì mình sẽ không về Việt Nam nữa hả chị? Mình vẫn có thể sắp xếp để quay về Việt Nam mà. Như vậy là em sẽ không được gặp chú Julian nữa. Cả làm chi? Có thể là vậy. Nhưng mà em đừng có nói chuyện này cho ai biết nha. Để sau này chị lựa lời rồi chị thưa chuyện với cả nhà. Dạ em biết rồi. Nhưng mà nếu như đi nước ngoài thì em sẽ được đi máy bay đúng không chị? Ừ. Yeah. Chị ấy. Ui. Ê. Cậu có sao không? Trời ơi. Không sao chị. Ây à. Có sao không đó? Không sao, em ổn. Cẩn thận chứ. Hôm nay em rảnh lắm. Chị làm xong mình lên trên phòng mình học nha. Thôi hay là để mai đi. Hay là chị muốn học với cậu? Không phải đâu. Vậy nếu không phải thì thôi, thì chắc là chị không muốn học nữa. À, Nguyên nè. Sao vậy chị? Thật ra tôi thích học với cậu lắm. Cậu giảng bài vừa dễ hiểu mà còn tử tế nữa. Có mấy lúc cậu giảng hoài mà tôi không hiểu, rồi tôi giả đại ròng rắn, mà cậu cũng khen là tôi học tốt nữa. Ôi, chị đang khen hay là đang chọc em vậy? Tôi nói thiệt mà. Vậy khi nào mà chị muốn học thì chị lên kêu em nha. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nha. Ai vậy? Tôi nè. Đợi chút. Rồi, vô đi.
Nè, cậu uống nước cam đi. Cảm ơn chị, cái đấy được rồi. Thôi, mấy cái này để lát em tự dọn được mà. Không cần thôi, chị đâu. Để tôi đem xuống cho, tôi sẵn tay mà. Thôi được rồi, để lát em tự dọn. Được đây mà. Vậy phiền chị. Cảm ơn. Không có gì đâu. Cậu uống nước cam đi. Quên. Nguyên, mai mốt cậu đừng có thức khuya chơi game nữa nha. Chơi game không có tốt cho mắt đâu. Cậu đi học sẽ bị mệt đó. Em quen rồi, đêm nào cũng phải chơi 2-3 gián mới ngủ được hết á. Vậy sắp tới chơi một gián thôi ha, rồi từ từ cậu sẽ bỏ được mà. Với cậu mà chăm chỉ một chút là chắc chắn sẽ đậu đại học á. Cậu thông minh mà, cố lên. Thôi tôi xuống ha. Chị ơi. Nhìn chị lạ lạ. Làm gì tới 11 giờ ta? Đắc. Hả? Đắc. À. Ngày mốt cậu mới chạy á. Giờ em có định đi làm gì không? Chắc tôi đi thăm hai đứa con gái của tôi. Ủa? Anh có địa chỉ tụi nó trên này hả? Không có. Không có sao tìm tụi nó được? Mấy cha con tôi hẹn nhau gặp ở hồ con rùa ở Sài Gòn á. Chắc tôi đi tới đó đó. Thôi tôi đi nha. Anh ơi, cho tôi hỏi thăm, ở đây có ai tên là Tâm Anh, Tâm Ý đến đây để mà nhắn cái địa chỉ cho ông Tâm Đắc không anh? Tôi không biết anh. Dạ, cảm ơn anh. Tránh ra coi cái đồ đáng ghét. Tâm Ý à, là ba nè. Tâm Anh ơi, có nhớ ba không? Dạo này con còn đẹp không? Ba con nè. Tâm Anh, Tâm Ý nè. Số điện thoại. Anh ơi, anh. Tâm Anh ơi, em có thấy điện thoại của chị không? Dạ không. Ồ, đâu rồi ta? Từ nay hai đứa phải thân thiết với nhau nghe chưa? Dạ. Alo, ai gọi đó? Tâm Anh hả con? Ba nè. Sao cứ gọi hoài vậy, đồ biến thái? Alo. Alo.
Chi ơi. Gì? Em có lấy cái điện thoại của chị không? Không thấy. Em có thấy cái điện thoại của chị không? Sao chị tìm hoài không thấy gì hết á? Anh ơi, anh cho tôi gọi một lần nữa nha. Tôi không thấy. Ủa mà sao chị ngộ quá vậy? Điện thoại của chị mà chị đi hỏi tôi là sao? À, là tiếng điện thoại của chị đó. Em giấu đúng không? Không được, không có giấu. Trả lại cho chị đi mà, có người gọi kìa. Không, bất cứ cái gì đồ trong nhà Quang đều là của Quang. Trả lại cho chị đi mà, sao em giấu của chị? Không. Bây giờ không trả đúng không? Không trả. Nhờ quá. Chị đưa đây. Trả cho chị đi mà, sao em kỳ vậy? Đưa đây. Tâm Anh ơi, bắt máy đi con. Tâm Anh. Bị gì vậy ta? Anh ơi, tôi chưa gọi được, cho tôi gọi lần nữa nha. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Bộ hư rồi hả? Trời ơi, chọn nhiễm hư mới là lạ. Em quá đáng lắm luôn á. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Cô chị ơi, điện thoại của chị không xài được nữa không? Chắc chị phải đem sửa, lại tốn tiền rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Kỳ vậy ta? Sao gọi hoài mà không được vậy nè? Vui lòng để lại tin nhắn. Chú tìm bộ đồ. À, để con bật đèn lên. Ờ, chắc phải mở đèn rồi. Chú xin lỗi con nha. Dạ. Mà chú muốn tìm bộ nào để con tìm cho chú? Lấy chú bộ đó đi. Bộ này hả chú? Hồi nãy á, chú gọi cho con, nhờ con lấy trước. Nhưng mà gọi cho con không được. À, điện thoại của con bị hư rồi. Ủa sao vậy? Dạ, tại nó bị rớt xuống đất đó chú. Đâu, đưa chú coi. Đưa này. Ủa sao hay vậy chú? Chắc là do rớt xuống á, nó bị sập nguồn. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn con nha. Dạ. Thôi ngủ đi nha. Dạ. Dậy đi em, ba kìa. Nhìn lên. Ba. Ba.
Ôi, nhanh lên. Ba đang ở hồ con rùa, nhưng giờ ba phải đi rồi. Các con vẫn khỏe chứ? Hôm nay ba gọi cho hai đứa cả chục lần mà không có được. Ba rất muốn gặp các con. Ba để dành được nhiều tiền lắm. Lần này ba phải đi đến một nơi rất xa, nên có lẽ năm sau ba mới quay về. Hai đứa ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nha. Ba ơi, ba ơi, khoan đi đã, chờ tụi con với ba ơi. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Ủa chị ơi, ba có ở đây không chị? Chị cũng không biết nữa, nhưng mà hy vọng là ba còn chờ tụi mình. Đi, đi theo chị. Mà nhớ con lắm, con có biết không hả? Mà nhớ con lắm. Ba, sao ba đi lâu quá vậy ba? Ba có công việc của ba. Tâm Ý, cuộc sống con sao không? Dạ, con khỏe ba. Ba, Tâm Anh đi học rồi đó ba. Tâm Anh đi học rồi hả con? Dạ. Ôi ơi, con gái của ba giỏi quá. Ba, con được 10 điểm luôn đó ba. Được 10 điểm thì con phải vui chứ sao con khóc. Vui lên chứ. Đâu, đưa cho ba coi 10 điểm của con đâu. Đi lên nè ba. Trời ơi, đúng là 10 điểm rồi. Con gái của ba giỏi quá. Vậy là ba phải thưởng con. Con thích ăn phở lắm đúng không? Dạ. Ba sẽ dẫn con đi ăn phở nha. Dạ thì hả ba, cả 10 tô lên được không ba? Ăn 10 tô luôn hả? Dạ. Được luôn. Ba, con biết chỗ này bán phở ngon lắm á. Ở đây đóng cửa rồi, mình đi chỗ khác nha ba. Đi kiếm chỗ khác đi con. Đi. Dạ. Nhanh lên. Ủa? Quán này cũng đóng cửa luôn rồi con. Giờ sao ba? Hay là ba cho con mình ra ngoài kia chút xíu coi. Dạ. Quán nào mở cửa không? Đi. Quán này cũng đóng cửa rồi con. Giờ dạ. Sao? Mình đi tìm quán khác đi con. Đi, lên. Dạ. Giờ này không có ai bán gì hết trơn vậy Tâm Ý? Dạ, giờ cũng khuya rồi mà ba. Giờ cũng khuya thiệt rồi. Có quán hủ tiếu hay quán mì gì kìa. Mình vô nó ăn được không con? Dạ, cũng dạ. Được đó ba. Mình đi nha. Đi dạ. Con ở đó đó hả? Ba xin lỗi mấy con. Con Tâm Anh, ba xin lỗi con là bữa nay ba không dẫn con đi ăn phở được nha. Dạ, làm sao đâu mà ba. Không ăn phở hôm nay thì ngày mai con ăn phở đúng lần mà ba. Ngày mai? Dạ, sao vậy ba? Cũng được hả ba? Được chứ con. Được, ăn đi Tâm Anh. Em thích uống nước ngọt lắm đúng không? Dạ. Em qua kêu chú làm nước ngọt cho em nha. Dạ. Ba sắp đi nữa đúng không ba?
đừng đi nữa mà ba. Ba xin lỗi con. Con ở nhà ráng chăm sóc em đi chứ. Đợi ba về đi chứ. Ba đi xa lắm đúng không ba? Cũng hơi xa lắm. Sao con? Con này không có nước ngọt. À. Gái ba uống nước ngọt là bụng bự đó nha. Nước ngọt hả ba? Ba ơi, vậy thì ngày mai con uống nước ngọt được không ba? Ờ. Tại cho hôm nay. Ngày mai. À, được con. Ăn đi. Con ráng ăn đi, ăn cho no đi ha. Dạ. Xong cái mấy cha con mình ra cái đá kia ngồi nghỉ nha. Dạ. Ba cho con mình ngồi đây đi ha. Dạ. Ba ơi, tối nay ba ngủ ở đâu vậy ba? Ba ngủ với Tâm Anh nha. Thế nhá ba. Đã quá. Chị ơi, lỡ đi làm chị không cho là sao chị? Không sao đâu mà. Ba chụp hình cho tụi con nha. Ừ, nhưng mà mình chụp bằng gì con? Chị có điện thoại đó ba. Ồ vậy hả? Vậy thì đi chụp đi con. 1, 2, 3. Ba ơi, ơi. Gặp ba con vui quá à. Bây giờ về nha con. Ba cho con mình chơi trò trốn tìm nha. Con giỏi chơi trò đá lắm đó. Vậy thì bây giờ ba cho con mình quánh tu tì ha. Dạ. Ai thua thì người đó 50 nha. Dạ. Rồi bắt đầu. Quánh tu tì ra cái gì ra cái này. Con thua rồi. Con thua rồi. Gái ba thua rồi. Con xui quá à. Nếu con thua rồi thì bây giờ con phải 50 ha. Dạ. Để cho ba với là chị con trốn nha. Dạ. Nhưng mà nhớ nè, con phải đếm thật chậm nghe chưa? Dạ, con sẽ đếm chậm 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 luôn. Con phải đếm thật chậm. Dạ. Thì ba mới kịp trốn nghe chưa? Dạ. Ủa, gì vậy ba? Đâu có gì đâu con. Thôi, con đi 50 đi. Dạ. À, ba ơi, chỗ này với chỗ này không được đi tốt ra đằng kia nha ba. Ba nhớ rồi. Con đi 50 đi. Dạ. Nhớ đếm thật chậm nghe chưa? Dạ. Con đếm nha. 5. Ba xin lỗi hai con. Nhớ ráng tìm lời nói khéo cho Tâm Anh nghe chưa? Ba cũng phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha ba. Ba hứa ráng lo cho em nghe chưa? Má ba đừng có sẽ về mà nha con. Dạ. Hai ơi, ba đi đi ba. Hai ơi, ba đi đi, nhớ lo cho em nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Cha ơi, con đã lớn khôn thật rồi. Con là tình yêu, là tất cả của đời cha. Như ngày thơ, dẫu nắng hay mưa trên đầu, dẫu khó khăn bao nhiêu màu,
cha vẫn mong con được giấc ngủ sâu. Con của cha ơi, cháu con hãy luôn luôn tin rằng cha là tia nắng. Ráng lo cho em nghe chưa. Ba đi rồi ba sẽ về mà. Nha con. Dạ. Dòng đời trông gai, đôi lúc con thấy mệt nhoài, vấp ngã trên con đường. Tâm ý và tâm anh, hai đứa con, ba em vui nhất trên đời này. Các con hãy hứa với ba là phải thật mạnh mẽ và sống khỏe mạnh cho tới khi chúng ta gặp lại nhau. Ba cho dù bất cứ nơi đâu thì ba vẫn luôn ở bên cạnh các con. Tâm 85. Ba yêu các con. Cha giữ mãi trong tim bao điều là năm tháng bên con sớm chiều và tình yêu cha dành cho con. Con của cha ơi, hoàng hôn đã khuất sau lưng đồi. Ba ơi, dù ba ở đâu cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Ba cố lên, tụi con mãi yêu ba, tâm ý và tâm anh. Bộn bề cuộc sống, cha vẫn luôn mong được sẻ chia với con. Mong cha! Con ơi cha ba! Sống đúng.